để bỏ ra một số tiền là 119 triệu đồng cho một bộ bàn ghế phòng khách thì nó không phải là một số tiền nhỏ, và rất là nhiều khách hàng đắn đo suy nghĩ chọn bộ bàn ghế nào cho phù hợp. Thì ngày hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người một cái bộ bàn ghế đáp ứng 3 nhu cầu của quý khách về phong cách nội thất, về chất liệu gỗ và về cái giá trị của bộ sản phẩm. Mọi người hãy cùng em đi đến cái bộ bàn ghế ngày hôm nay nha. Vâng, và trước mặt mọi người chính là bộ bàn ghế hoàng gia hương đá hoa hồng, một cái mẫu bestseller tại nội thất Sơn Đông. Và điểm đặc biệt của cái bộ hoàng gia này là tụi em không còn làm bàn mặt ghế theo kiểu khung tranh nữa, mà mặt bàn mặt ghế ở đây được làm liền tấm với cái độ dày lên đến 4 cm. Nó đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí. Đầu tiên là về phong cách thiết kế nội thất là phong cách cổ điển và tân cổ điển, chạm hoa hồng hoàng gia rất là đẹp. Điểm thứ hai đáp ứng đó chính là chất liệu gỗ hương đá tự nhiên cao cấp 100%. Và điểm thứ ba chính là các thông số đặc biệt của bộ bàn ghế. Đó chính là mặt bàn, mặt ghế liền tấm 4 cm. Chương ghế liền tấm rất là đẹp. Chạm trổ đẹp, phần tay đặt liền khối không chấp ghép, đã tạo ra một cái sức hút cũng như là cái giá trị cho bộ sản phẩm. Và mọi người không biết rằng thì khi mà cái bộ bàn ghế này để vào phòng khách của quý gia chủ với cái lối phong cách tân cổ điển sẽ ra sao, thì mọi người hãy cùng em đi đến phòng view tại nội thất Sơn Đông để chiêm ngưỡng nha. Với 119 triệu thì quý vị sẽ có: 1. Phong cách cổ điển xa hoa sang trọng. 2. Chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp. 3. Những thông số đặc biệt: chương ghế liền tấm, tớ lưng liền tấm, tay ghế nguyên khối, ván mặt dày 4 cm nguyên tấm.